Có vài bà con yêu cầu chia sẻ giống mẫu đơn thì sẵn tiện đây em quay mấy cây mẫu đơn mà em có trong vườn, em chia sẻ cho bà con xem luôn. Ví dụ như cái cây trên ảnh đây là cây mẫu đơn lá chung tím sen Vĩnh Châu, bởi vì cái này nó có nguồn gốc từ Vĩnh Châu nha bà con, ở trong Nam mình gọi là bông trang đó. Dòng này lá chung nha bà con. Cái hoa này thì nó bèo nhèo vậy là do nó nở lâu dữ rồi. Dòng này nó thơm, mà mùi thơm của bông trang thì nó không giống như là mùi thơm của nguyệt quế hay là lài hay là dạ lý hương nha bà con. Những cái dòng kia là những cái dòng bông thơm, nó hương nó tỏa xa, nó lan xa, còn cái dòng này thì nó tỏa hương không có xa lắm. Cho nên mà muốn thưởng thức mỗi cái dòng thơm về mẫu đơn á, thì khi nào hoa nó đạt nhiều á, nó cộng hưởng mùi lại, thì mình sẽ ở khoảng cách gần chừng khoảng 1-2 mét thôi thì mình sẽ cảm nhận được, còn xa quá thì thua nha bà con. Nó không có loài lan xa như những cái loại hương kia, như nguyệt quế thì nó tỏ hương rất là xa, hay dạ lý nó cũng tỏ hương rất là xa, chiêu thủy thì nó cũng tỏ hương xa, nhưng mà nó không xa bằng mấy cái dòng kia. Còn mẫu đơn thì cái tỏ hương nó rất là ngắn, khoảng cách gần nha bà con. Đây là một dòng trong vườn em, tím sen Vĩnh Châu. Đây là cũng là dòng lá chung, cái dòng này cũng là mẫu đơn đột biến đó nha bà con. Dòng bên em thì nó dòng này gọi là sọc tứ sắc. Hoa mùa này là nó lâu nay em ít có chăm nên hoa nó không có sắc sảo lắm nha bà con. Thì thôi, có bao nhiêu mình xem bao nhiêu thôi. Dòng này ngày xưa nó cũng khá là nổi tiếng, bây giờ thì tiếng nó cũng vẫn còn còn, nhưng mà nổi không thì em cũng không biết. Này sáng quá cho nên bà con nhìn cái màu nó hơi lòe thôi. Đúng là đặc tính là nó có cái bông nó có cái sọc, mình gọi là sọc tứ sắc đó. Thì nó có mấy màu chuyển đổi với nhau thôi, cơ trên nền màu cơ bản của nó là màu vàng với màu đỏ. Cái dòng sọc này nó rất là nhiều trên thị trường, kính thưa các loại sọc 5-6 loại lận nha bà con, bà con tham khảo qua cho vui thôi. Thì đây cũng là một dòng sọc nữa nha bà con. Sọc này thì cái gì, vàng sọc đọt đỏ đó, nó có cái màu sọc cũng màu vàng cũng màu đỏ, thay vì cái sọc kia là màu vàng ở trong màu đỏ ở ngoài, còn này là màu đỏ trong màu vàng ngoài, nó khác nhau chút xíu nha bà con. Cái đọt nó màu đỏ đó. Cái dòng này thì hoa nó to chút nha bà con, cái chân nó màu đỏ, cái hoa nó màu vàng, hoa nó to. Dòng này thì bên em gọi là vàng son Pháp nha bà con. Này nó không có hương, đây đó, hoa thì xinh lắm, búp hoa đây này. Đây cũng là một dòng mẫu đơn khác nha bà con. Dòng này thì là nhập hình như là của Thái Lan á. Dòng này gọi là Phụng Hoàng Cam. Dòng này cũng lá chung, màu hoa nó to lắm bà con, màu cũng sắc nét á, đẹp. Lá nó dày lắm, như lá gừa, lá gừa là lá si á. Đây, hoa rất bắt mắt. Mẫu đơn thì nó nhiều loại lắm nha bà con, hàng trăm loại. Em chỉ quay sơ lược mấy cái dòng mà em thích em trồng ở vườn em thôi, chứ còn rất là nhiều loại, nó rất là lộn xộn. Bà con thích màu nào thì chơi màu đó thôi. Cái dòng này gọi là Hoàng Hương Pháp bà con. Có nơi thì gọi là cam cà gì, cà gốt Pháp. Thì cái màu nó hiển thị trên hình đây, em sử dụng máy camera thông thường, không có sử dụng hiệu ứng hình ảnh hay là màu sắc gì nha. Đó, đây là gì, cà gốt Pháp đấy. Còn đây một dòng nữa thì dòng này gọi là cam Đài Loan, bà con hay bán bên mấy cái làng hoa bán gọi là cam Đài Loan. Em cũng tập một cây em về em chơi,
bông nó cũng rất là đẹp nha bà con, bông to đây, lá nó tròn tròn như vậy, dòng Pháp đấy, cái mặt dưới nó hơi trắng trắng cho nên nhiều khi nó cong lên mình thấy nó trắng trắng trắng. Cánh hoa này thằng này được cái hoa to. Đây là một dòng màu cam, hoa nó nửa đỏ nửa vàng, cho nên là nó rất là giống với là cái dòng Mỹ cam, cho nên mình cũng gọi là cam luôn cho rồi. Có nơi thì gọi là Mỹ đỏ, Tiền Giang, Đồng Tháp gì đó em cũng không gành lắm đâu. Tóm lại em thấy nó có hai cái mặt hoa màu đỏ và mặt hoa màu vàng, mà hoa nó li ti lắm, cánh này cánh nhỏ. Đây đây đây. Đấy li ti gì. Mà cái lá nó thì nó dài. Có nhiều thứ em cũng không gành lắm đâu, em trồng sưu tầm trồng cho có thôi. Nhiều khi có ai mua thì mình bán. Đó. Chủ yếu là em bán. Đây đây, dòng này là dòng Mỹ Hường nha bà con. Mỹ Hường này á, dòng này em mua từ An Giang. Ngày xưa Mỹ Hường này nó cũng là rất là nổi tiếng nha bà con. Bây giờ tiếng thì nó cũng còn, nhưng mà không biết còn nổi không thì em không gành lâu lắm rồi. Lá nó nè. Tiếp tục đi. Và đây là Mỹ Cam, là dòng này là rất là quen thuộc nha bà con, ở trong dân trồng rất là nhiều. Nó cũng có màu vàng với màu đỏ nè, Mỹ Cam. Cái dòng này ở Long An nó rất là nhiều. Nhiều lắm, trong dân trồng nhiều lắm. Bà con nhân dân trồng rất là nhiều, nhưng mà qua hình ảnh ở đây là gió lẽ là nó chói sáng cho nên bà con thấy nó vàng quá vàng, nhưng mà thật ra nó có cái màu cam nha bà con. Gọi là Mỹ Cam đó. Nói chung dòng này em trồng vòng vòng ở đây cũng nhiều lắm. Bà con mua thì em bán. Bà con có nhu cầu cây nhỏ nhỏ thì em bán, mà cái nào nó nhỏ quá em tặng luôn nha bà con. Giờ dòng này thì dòng tím đi. Tím sen nè, cái dòng tím sen này nó đột biến từ cái tím sen lá nhỏ nha bà con, hoa nó không có thơm đâu. Màu tím sen thì cũng rất là đẹp. Có điều cái cánh ổng hơi nhỏ, cái cánh ổng không có to như cái loại khác. Cánh xích nhỏ. Đây dòng nữa. Này gì? Cái này vàng hường đọt đỏ bà con, cái đọt nó màu đỏ nè. Đỏ này là đỏ lam chứ không phải là đỏ thẫm. Đó, vàng hường đọt đỏ, em này thì cũng khá nổi tiếng mấy năm trước. Cũng nổi đình nổi đám. Giờ thì lâu quá rồi mình không biết đâu. Tiếp tục đi. Dòng này là dòng dòng Pháp nha bà con, vàng Pháp. Đó, lá dòng này thì quen thuộc lắm, trong quê mình trồng rất là nhiều. Đây là một dòng lá chung thơm nữa nha bà con, dòng này nó cũng thơm. Thơm ở đây là thơm nhẹ chứ không phải là thơm lan tỏa bay xa đâu nha bà con. Dòng này gọi là cái gì, hồng Dubai nha bà con. Cái dòng này nó xuyên qua lắm, qua thì thôi mình mong qua, qua dữ lắm. Cho nên là nó cộng hưởng mùi lại thì nó cũng nghe thơm bát ngát luôn á. Nhưng mà có một hai bông thì nó không có thơm như mình tưởng đâu. Đây là một dòng rất là nổi tiếng nữa nha bà con. Dòng này người ta gọi là Mỹ vàng đó. Vàng này là vàng chanh. Cái em Mỹ vàng chanh này là ngày xưa rất là nổi. Em mua một chồi mà nó có chừng 3 mắt lá, đây là khoảng 1 triệu. Nhưng mà bây giờ một cái chồi nó khoảng 300 mắt lá này em bán cũng 100-200 thôi à. Dòng này thì dòng này có tên là vàng son nha bà con. Ngày lúc cái đầu clip thì mình có vàng son Pháp, còn cái vàng son này là vàng son Cần Thơ, bởi vì nó có nguồn gốc của Cần Thơ nha bà con. Nó đến từ Cần Thơ xuống. Mình gọi với nhau là để phân biệt ở dòng này với dòng khác thôi. Còn hoa đẹp hoa xấu, hoa lớn hoa nhỏ này nọ thì do sở thích của bà con thôi, chứ cùng mình gọi tên là để phân biệt. Có nhiều khi nó nằm ở cái nguồn gốc nó ở Cần Thơ, nó xuất xứ Cần Thơ nó nhiều thì mình gọi nó là vàng son Cần Thơ. Cũng như là tím sen Vĩnh Châu vậy, nó có nhiều ở Vĩnh Châu của cái tỉnh Sóc Trăng.
nó nằm phân bố ở vòng vòng cái xã. Theo tìm hiểu của em thì nó nằm ở nhiều ở ở cái khu vực cái xã Lai Hòa của huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng á, cho nên là người ta gọi luôn là tím sen Vĩnh Châu cho nó để phân biệt. Nhưng mà nói chung nó cũng có nhiều cái đặc điểm khác so với các tím sen khác. Còn vàng son Cần Thơ thì nó cũng vậy, nó có nhiều cái đặc điểm khác so với các loại vàng son khác. Nó có nguồn gốc ở Cần Thơ thì mình gọi là vàng son Cần Thơ cho nó dễ phân biệt. Cái chân nó màu đỏ, cái hoa nó màu vàng. Vàng này là vàng chanh, hoa rất là xuyên nha bà con. Đây là một dòng tím sen nữa. Tím sen này người ta gọi là Mỹ tím. Dòng Mỹ tím này nó có nguồn gốc ở bên Cà Mau. Ngày xưa em sưu tập nó ở một anh em ở dưới Cà Mau người ta bán. Nó cũng thơm nữa, nhưng mà nó cũng thơm nhẹ thôi à, chứ nó không có thơm bay xa như Nguyệt Quế. Đó. Cái dòng này bông rất là xuyên nha bà con. Bông thì thôi miễn vàng luôn. Đó, xuyên bông lắm, bông to rất là to. Đây là em có một cái dòng nữa là gọi màu vàng chân cam. Cái chân này nó không phải màu đỏ, nó màu cam. Đó, cho nên gọi là vàng chân cam. Dòng này chắc cũng thuộc là dòng Dubai hay là dòng Pháp gì đó, nó quá nhiều rồi. Bà con xem cái hoa nào thích đó thì alo cho mình bán. Chứ bây giờ nó nhiều lắm. Đây là em có một cái dòng mà người ta gọi là ở Yên Bái đó, đỏ Yên Bái văn trắng gì đó. Ngày xưa em cũng tầm một cây em về em trồng, bây giờ so với cái màu gốc của Yên Bái thì nó có thay đổi một chút xíu, nó hơi nhạt hơn. Thì ở ngoài đó thì hoa em thấy nó to lắm, cánh to lắm, nhưng mà về trong Nam này trồng thì cánh nó không có to hơn, nhưng mà nó lại đậm hơn. Cái màu nó có lẽ là nó hơi nét hơn. Mà thực vật thì nó không có màu, nó không phải chuẩn 100% được, nhiều khi thay đổi địa lý thời tiết này nọ thì nó cũng thay đổi một phần nào đó. Nhưng mà cơ bản cái dòng này em mua là cái gì, đỏ văn trắng Yên Bái đó. Bây giờ nó bự lắm rồi, có 30 hoành, nó không nhỏ đâu. Đây là một cái dòng nói chung nó cũng khác biệt so với các cái dòng khác nha bà con. Mặc dù là hoa nó màu vàng, nó rất là giống với vàng Pháp, nhưng mà cái dòng này đặc điểm nó vượt trội của nó là nó có trái, mà trái nó rất là to. Đây trái bà con, trái này là cái trái dạng già, còn cái trái non nó màu xanh, và gần chín thì nó chuyển sang màu hồng, và chín luôn thì nó chuyển sang màu đen. Dòng này là dòng siêu trái, ở bên em gọi dòng này là kinh Dubai nha bà con. Nhiều lắm, khó phân biệt. Đây bà con nhìn trái nè, mỗi mắt hoa là mỗi trái, mỗi mắt hoa là mỗi trái. Cái này là đợt này mùa mưa, nó do mùa mưa nó thụ phấn không có bằng mùa nắng, cho nên là trái nó hơi thưa thôi, chứ nói một chùm trái, trái to lắm, trái bự á. Nè, trái ăn được nha bà con. Đây là cái dòng mà trồng rất là nhiều bà con trồng để dần lấy hoa, đó là dòng Mỹ Hồng. Nó có cái màu hồng hồng, lá nó đây nha bà con. Dòng này quen thuộc lắm, phổ thông rồi. Lúc nãy mình có cái màu vàng gì, Mỹ vàng, thì đây cũng là Mỹ vàng, nhưng dòng hồi nãy là mình quay là lá lớn đi lộn lá chung, còn cái này nó lá nhỏ nha bà con. Cái này cũng thích hợp để làm bonsai lắm, màu cũng vàng chanh, nói chung màu giống y như nhau, khác nhau lá lớn là lá nhỏ, lá chung và lá nhỏ thôi. Đây cũng là một cái dòng gọi là vàng son, mà vàng son này gọi là vàng son Dubai. Nó có những cái lá, nó dòng cái cỡ lá nó như cái dòng Dubai khác thì mình gọi chung nó vậy. Trang này nó phức tạp lắm, phân biệt cỡ lá rồi kiểu lá rồi kiểu hoa này kia rồi rất là nhiều, bà con xem nhiều khi cũng gối lắm. Đây cái chân nó màu đỏ rồi cái hoa nó màu vàng thì gọi là vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ nó cũng y chang như vậy thôi, cũng cái chân màu đỏ, cái hoa màu vàng. Nhưng cái hoa này thì cái màu nó có thể là nó không có đậm màu như là cái hoa của màu vàng chanh kia. Cái chân thì chắc ăn là màu đỏ rồi, nhưng mà cái lá thì nó khác. Đó, thôi sơ lược, bữa nay mình sơ lược có bao nhiêu đây thôi nha bà con, còn rất là nhiều em quay không có hết đâu. Hôm nào buồn buồn em chia sẻ thêm nha bà con.